Hello anh em, mình là Thắng. Thì sau thời gian khá là dài, hôm nay mình mới có thời gian để mà làm video cho anh em xem. Đợt này mình cũng khá là bận, nhiều việc quá nên là bây giờ mình có thời gian làm được mấy con mèo này muốn giao lưu với anh em. Thì đến đầu tiên con bé nhất đi, con 15 cm, cán vỏ gỗ mun, nhỏ gọn, bỏ túi. Đây, rất là nhỏ, cán vỏ gỗ mun, rất là đẹp, khóa lưỡi chắc chắn rồi, cho vào dao là khóa không phải gạt. Đây, miệng dao được tạo hình cân đối, lưỡi đã được mài bén nên là dính vết bẩn. Đây, lưỡi do ông Khiêm con cá thực hiện, sống dài 5 ly, thon dần về mũi, đã mài bén. Đây, anh em xem đấy, con này thì phù hợp với anh em nào cần nhỏ gọn, cắt gọt cắt vót nó kiểu nó vẫn chặt được nhưng mà nó không có lực thôi, mình đã mài bén rồi đấy. Mình có bôi một lớp lớp dầu ăn cho nó đỡ rỉ ấy, anh em về khi sử dụng xong lau khô thì bôi tí dầu ăn cho nó đỡ rỉ lưỡi. Hôm nay mình quay nhanh thôi bởi vì là khá là nhiều việc nên là review nhanh cho anh em xem. Con đầu tiên đến con thứ hai là con trắc trắc đỏ đen này. Con này vân này, phần đuôi cong này, chun sụn này, cái phần này vân nó rất là đẹp, mình giống như kiểu cái tượng Phật, tượng Quan Âm ấy, mình cảm giác giống như ấy, nhìn nó rất là đẹp, hai mặt như nhau từ một khúc xẻ ra này. Cán vỏ gỗ trắc đỏ đen đấy, rất là đẹp, 21 cm. Đây, khóa lưỡi, anh em mở ra chú ý, mình nhắc rất là nhiều lần rồi, để ngón cái nó đẩy ra. Đây, phần lưỡi dao sống dài 6 ly, thon dần về mũi, đã mài sắc, nó khâu đồng vàng của khi con cá có hình con cá đây đó. Mình không có nhiều thời gian nên là cũng có không thể chặt chặt cây để test cho anh em xem được, mình test độ bén thôi. Cm con này chặt được. Con này thì nó thuộc kiểu nó tầm kiểu nó không quá bé mà cũng không phải là dao lớn. Đấy. Cán vỏ màu nó rất là đẹp, đồng màu tuyệt vời. Đẹp lắm. Con này anh em nhìn nghiêng sẽ thấy cái phần đuôi cong của nó tia tia, phần chun sụn nữa. Đây, vừa tay. Đó. Đây, đến con cuối cùng, con lớn nhất hôm nay đi. Con này thì vỏ bằng gỗ cẩm, cẩm này hình như là cẩm Tây Nguyên hay sao, mình cũng không rõ lắm bởi vì bộ phôi này là mình được được tặng, được ông Khiêm tặng, cán mun, khâu đồng. Đây, cái phần vân này rất giống cẩm Tây Nguyên, không biết phải không. Thắt dây mây từng nút một rất là tỉ mỉ. Anh em xem đấy, khóa lưỡi. Con lớn này thì đi rừng thì chuẩn bài nhất là con này. Đi rừng thì một là một cặp này, hoặc hai là chỉ cần một con này. Thì con này là để cắt thái nhỏ nhỏ đấy, còn con này thì để chặt cái lớn đó. Đây, miệng dao được tạo hình cân đối rất là đẹp, anh em xem đấy, từng nốt mây một được thắt tỉ mỉ. Lưỡi dao, lưỡi này thì là của thầy Vinh làm. Đây, lưỡi này dài tận 8 ly cơ, 8 ly thon dần về mũi, đã mài sắc. Đó, anh em xem. Dáng dao rất là đẹp, rất là uyển chuyển. Đấy. Mấy con này thì mình đã mài bén là rồi. Anh em lấy thì gửi luôn, không cần phải lấy nữa. Không có thời gian để lấy gỗ để chặt, chỉ có test nhanh anh em xem thôi bởi vì mình có rất là nhiều clip chặt rồi. Dao, đặc điểm dao của mình làm thì cho dao vào lưỡi thì hầu như con nào cũng thế, cho vào là nó tự khóa đấy, bởi vì mình muốn là hạn chế để về lâu về dài là thường khi mà anh em cứ gạt xuống gạt lên này này, một thời gian nó sẽ bị mòn, nó sẽ mất dần cái cơ chế khóa lưỡi, còn bây giờ thì chỉ cần cho vào và nó tự khóa đó.
từng nốt mây một tỉ mỉ chắc chắn. Đây là ba con dao mèo mình muốn giới thiệu với anh em. 15 cán vỏ mun, 21 cán vỏ trác đỏ đen và 25 thì là cán mun vỏ cẩm, thắt mây đai mây các thứ. Như con này thì mình thấy vân nó khá là đẹp cho nên mình cũng chưa thắt mây hay là dây đeo, bởi vì anh em nào có nhu cầu về thì mình sẽ lên sau, còn không thì mình sẽ để thế vì mình thích để trần trụi này, nhìn vân nó đẹp lắm. Đấy, ba con hôm nay mình làm video quay nhanh cho em xem. Cảm ơn anh em. Rồi anh em.